Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube HKB Channel. Ngày hôm nay mình lại rất vui mừng tiếp tục được làm một cái video để chia sẻ cho các bạn về cái nội dung chúng ta đi cấu hình và mở bọc ở trên cái router thiết bị của nhà mạng. Thế thì nội dung ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái nội dung như sau. Thứ nhất, đó là router hay còn gọi là modem, đó là gì và chức năng của nó. Cái thứ hai, đó là xác định cái địa chỉ IP của cái thiết bị router trong cái mạng LAN. Cái thứ ba, đó là bố cục về chức năng của các cái router. Cái thứ tư, đó là chúng ta đi tiến hành thực hành cấu hình và mở bọc hay còn gọi là nắp bọc cho các cái thiết bị ở bên trong mạng LAN nếu như chúng ta mong muốn. Thế thì với cái nội dung kiến thức như này thì thực tế thì ở trên mạng nếu như các bạn tìm thì đôi lúc nó cũng sẽ có. Tuy nhiên cái việc khái quát về chức năng và tổng thể của cái router thì cũng không mấy người làm. Cho nên là thì với cái nội dung của video ngày hôm nay, về mặt kiến thức thì ở nội dung của video này nó không có gì là mới. Tuy nhiên cái việc mà tổng hợp và bố cục lại cái kiến thức cho các bạn thì cũng không mấy người làm. Cho nên với những bạn nào mà đã biết rồi thì chúng ta bỏ qua. Còn bạn nào mà chưa biết thì hãy cam kết xem hết nội dung của cái video này. Vì thường tất cả các video ở trên kênh HKB Channel mình làm thì đều cố gắng làm sao đó để tổng hợp và bố cục lại toàn bộ các cái kiến thức sao cho nó dễ hiểu và phù hợp nhất đối với cái đối tượng khi mà xem. Rồi, vậy thì chúng ta bắt đầu đi vào cái nội dung của video ngày hôm nay. Thì về khái niệm của cái router nó là cái gì? Như ở trong cái video hôm trước mình cũng có đề cập tới rồi. Thế thì mình xin nhắc lại, đó là nó còn gọi là chức năng của cái router, đó chính là làm cái nhiệm vụ định tuyến, phân luồng cho các gói tin dữ liệu ở trong cái hệ thống mạng LAN. Nó giúp cho cái gói tin hoặc là các cái dữ liệu trong mạng LAN gửi đi từ máy tính nọ cho đến máy tính kia hoặc các thiết bị, nói chung là các thiết bị trong mạng, nó sẽ trở nên trơn tru hơn. Và cái thiết bị này còn có thể được gọi đó là gì? Default Gateway trong cái hệ thống mạng LAN của chúng ta, hay còn gọi là một thiết bị của đơn vị nhà mạng, đó là Internet Service Provider, viết tắt của nó là IPS. Rồi chúng ta sang đến cái phần thứ hai, sang đến cái nội dung thứ hai, đó là đi rồi chúng ta đi sang cái nội dung thứ hai, đó là đi xác định địa chỉ IP của cái modem router. Thì về mặt lý thuyết, đối với tất cả các thiết bị router của nhà mạng hoặc là có thể nói là router trong hệ thống mạng LAN của chúng ta thì địa chỉ IP hầu hết nó sẽ là 192.168.1.1. Đây là địa chỉ mặc định, hầu hết là như vậy. Tuy nhiên trên thực tế có một số trường hợp kỹ thuật người ta có thể thay đổi cái địa chỉ IP này thành một cái địa chỉ IP khác. Cho nên trong quá trình sử dụng kỹ thuật có thể thay đổi cái địa chỉ IP này để nhằm mục đích bảo mật cái hệ thống của nhà mạng, bảo mật cái hệ thống. Cho nên trong quá trình chúng ta đi kiểm tra, sửa chữa hoặc xử lý các cái sự cố liên quan thì chúng ta sẽ không truy cập vào được cái địa chỉ này. Thế thì ví dụ như trường hợp cụ thể ở đây thì trên cái máy của mình không sử dụng cái địa chỉ này nữa. Mình đã đổi cái địa chỉ. Đây, mình ví dụ mình bình thử cái địa chỉ 192.168.1.1. Thì hệ thống của chúng ta không trả về các gói tin như bình thường. Vậy làm sao để chúng ta có thể biết được cái địa chỉ IP của cái IP của cái router ở trong trường hợp này như thế nào? Thì các bạn có thể sử dụng cách thứ nhất, đó là chúng ta sử dụng là cái lệnh là IP config. Các bạn gõ cái lệnh IP config, nó sẽ liệt kê ra cho chúng ta danh sách các cái cạc mạng ở trên cái máy tính của mình. Thì các bạn để ý, ví dụ như ở đây mình có một cái danh sách cạc mạng đây ha. Và IP chính của cái router chính là default gateway, cụ thể ở đây đó là 192.168.110.1. Nên với trường hợp mà các bạn dùng máy tính ở bên ngoài, chúng ta dùng một cái máy tính cá nhân của chúng ta để cắm vào trong cái hệ thống mạng LAN đang vận hành, thì để làm sao chúng ta biết được cái địa chỉ này
Thì các bạn lưu ý để chúng ta biết được địa chỉ này thì chúng ta nếu như cắm máy tính laptop hoặc một cái máy tính khác của chúng ta ở vào trong cái hệ thống mạng LAN thì điều đầu tiên các bạn nên làm đó là sẽ để trả về cái xét lại cái địa chỉ IP của cái máy tính của các bạn, đó là về IP động. Thì để cách xét IP động hay là IP tĩnh như nào thì các bạn vui lòng xem lại ở cái video thiết lập địa chỉ IP cho các thiết lập địa chỉ IP tĩnh cho các cái thiết bị ở trong hệ thống để cho không đụng nhau. Thì trong video này mình cũng đã chia sẻ rất là rõ về cái nội dung là gì, cái cách để chúng ta thiết lập địa chỉ IP cho máy tính. Thì khi các bạn đưa về như vậy thì cái router thường nó sẽ cấp cái địa chỉ IP xuống cho cái máy tính của chúng ta, và lúc đó các bạn dùng cái lệnh IP config chúng ta sẽ kiểm tra được cái gì, kiểm tra được cái địa chỉ default gateway. Cái trường hợp thứ hai, các bạn có thể sử dụng một cái lệnh khác, đó là lệnh chaser. Thì lệnh chaser này nó sẽ cho phép chúng ta đi kiểm tra các cái gói pin đi qua các cái hệ thống như thế nào. Ví dụ như ở đây mình gõ chaser cái địa chỉ là hkb.vn. Cái địa chỉ này các bạn có thể lấy bất kỳ một cái địa chỉ nào ở trên mạng, tên miền ở trên mạng. Ví dụ các bạn có thể là gì 24h hay là gì vnz, hoặc một cái địa chỉ IP ở bên ngoài bất kỳ thì chúng ta sẽ kiểm tra được. Thì khi các bạn dùng lệnh chaser đến một cái tên miền bất kỳ ở bên ngoài thì hệ thống của chúng ta đầu tiên bao giờ nó cũng gửi các gói tin và nó trả về kết quả cho chúng ta là đi qua một cái thiết bị đầu tiên có cái địa chỉ IP đây. Thì đây chính là gì, địa chỉ IP của default gateway hay còn gọi là router nhà mạng. Rồi sau khi xác định được địa chỉ IP của router nhà mạng thì chúng ta có thể tiến hành truy cập vào thiết bị router để chúng ta cấu hình và thiết lập cái hệ thống router này. Sau khi lấy được cái địa chỉ IP đó, mình sẽ tiến hành vào trong cái router 192.168.110.1. Thì mình đã truy cập được lên cái thiết bị router hay còn gọi là default gateway. Mình nhập cái password vào. Như mình nói là tùy theo thiết bị, là đối với router thì có thể là gì, là do thiết bị của nhà mạng cung cấp, nhưng đôi lúc các bạn đi làm sẽ gặp có những trường hợp là gì, router do cái đơn vị sử dụng người ta mua riêng. Ví dụ như ở đây là gì, router mình đang mua riêng ha, mình không sử dụng thiết bị của nhà mạng đó. Thì sau khi chúng ta truy cập được vào cái router thì các bạn sẽ thấy được về bố cục của cái thiết bị của nhà mạng nó sẽ như sau. Đây mình mở trong cái phần này để các bạn dễ nhìn thì các bạn sẽ nhìn thấy ở bên trái này bên trái về cái menu thì về bố cục bao giờ cũng vậy, luôn luôn sẽ có là gì, cái phần WAN, luôn luôn có phần WAN. Thì ở trong phần WAN này nó sẽ luôn luôn có là cái thông tin về cái cấu hình PBOE hay còn gọi là username password của cái đơn vị nhà mạng cung cấp cho chúng ta để chúng ta cấu hình setup cho cái hệ thống này chạy vận hành. Bao giờ cũng vậy luôn luôn là như thế đó. Cái phần thứ hai đó là liên quan về phần thứ hai đó là về LAN. Ở trong cái phần này sẽ cho phép chúng ta cấu hình tất cả những cái gì về cái hệ thống cung cấp hệ thống trong mạng LAN của mình. Ví dụ như là gì, cái giải IP chúng ta muốn sử dụng ở trong mạng LAN của chúng ta là như thế nào, thì chúng ta sẽ đặt ở đây. Và chúng ta muốn IP của chúng ta cấp phát từ địa chỉ bao nhiêu đến cái địa chỉ bao nhiêu thì chúng ta sẽ set up ở đây. Cái thứ ba đó là trong LAN chúng ta có cái cơ chế cấu hình về gì, về IP tĩnh hay là IP động, có nghĩa là chúng ta có thể tắt cái chế độ cấp phát IP cho cái hệ thống mạng LAN của chúng ta đi
để cho gì chúng ta có thể set up IP tĩnh toàn bộ à, thì nó sẽ nằm ở trong cái mục là gì à, DHCP. Rồi kế đến là cái phần chúng ta để ý đến, đó là phần hệ thống à, chúng ta quan tâm trong phần hệ thống. Đương nhiên nó sẽ còn rất là nhiều những cái phần khác à, ví dụ như là ở đây cái modem này có chức năng luôn là không dây hay còn gọi là mạng wifi á, thì các bạn sẽ thiết lập nó ở đây à, nhưng mình ở đây mình chỉ nói sơ lược thôi chính để chúng ta làm trong cái video này. Cái phần kế đến đó là phần hệ thống, thì trong phần hệ thống này sẽ liên quan những cái gì về vấn đề à, chỉnh sửa cập nhật thời gian à, chỉnh sửa cập nhật thời gian cho thiết bị đó à, rồi quản lý user đăng nhập vào trong cái gì, trong cái modem router này các bạn có thể thay đổi à, thay đổi cái username password à, thay đổi username password cho cái router này ở đây. Rồi chúng ta có thể gì đặt lại cái lịch hoặc là set một cái lịch khởi động à, đây set một cái lịch khởi động đó cho gì cho cái router này. Thì thường tất cả các router nó chạy, nếu như chạy liên tục đôi lúc nó có thể bị gì, bị treo hoặc là gì à, cái kép à, cái kép của thiết bị nó lưu à, không xả được, thì nó sẽ làm cho hệ thống của chúng ta chạy có thể bị đơ hoặc là bị treo à, đó. Thì chúng ta có thể thiết lập về việc là gì, là cho thiết bị này khởi động lại trong cái khoảng thời gian nào đó mà chúng ta mong muốn à. Thế thì đó là nhìn sơ lược về bố cục của một cái thiết bị router à, ở đây là một cái thiết bị mà mình mua bên ngoài à, còn đối với các thiết bị nhà mẹ thì nó cũng tương tự bố cục như vậy mà thôi. Đây mình xin vào một cái địa chỉ à, một cái router khác à, mình vào một cái địa chỉ IP khác à, một cái router khác. Địa chỉ ở đây là .73.213.203 à, mình truy cập nó vào đó. Thì mình sẽ nhập cái username password. Thì với cái địa chỉ này con modem router hiện tại là Raytech à, 2915. Đây cũng là một con router mà mua ngoài à, mua ngoài. Đối với một số đường truyền mà chúng ta thuê của nhà mạng mà cái giá tiền của chúng ta trả nhiều á à, thường những gói doanh nghiệp thì cũng có thể được gì được đơn vị nhà mạng cấp cho cái con router này à, tuy nhiên cái này thì không có nhiều à, bây giờ thì đa phần là gì nhà mạng người ta cấp cái modem Gabon à, mình nhập mật khẩu à, mình login nó vào admin password à, rồi mình đã truy cập được vào con modem router à, thứ hai. Thì các bạn nhìn thấy là gì về bố cục à, ở cái menu bên trái à, thì về chức năng đầu tiên cũng là phần WAN, các bạn sẽ để ý à, phần WAN. Thì đối với thiết bị router này con 2915 này hiện tại đang chạy ở trên hai cái đường truyền internet à, cấu hình ghép à, ghép hai cái đường truyền lại với nhau để chạy à. Thì trong phần WAN này cũng sẽ cho chúng ta cái thông tin về cấu hình à, chúng ta thiết lập thông tin cấu hình quay BBOE à, đó, nhập username password của nhà mạng à, tại vì cái thiết bị ở đây đang chạy cho nên là mình sẽ không thay đổi cái thông tin ha, không thay đổi thông tin ở trên cái thiết bị này ha. Đó à, về hình thức cấu hình access của WAN thì đó là gì BBOE. Về cách thức cấu hình về giao diện chức năng của gì của các cái thiết bị router thì nó gần như là giống nhau à, gần như là giống nhau. Ở trong phần multi WAN thì đối với thiết bị router này cho phép chúng ta có thể gì kiểm soát được nhiều cái à, thay đổi tối đa có thể lên đến là gì 5 WAN à, tối đa là 5 WAN. Rồi chúng ta xuống đến cái phần thứ hai đó là phần LAN. Thì bố cục ở đây các bạn cũng sẽ thấy là gì trong phần LAN cũng cho phép chúng ta thiết lập về các cái địa chỉ à, liên quan đến IP nội bộ ở bên trong mạng LAN của chúng ta à, cấp phát DHCP à. Và cái phần ở bên dưới các bạn cũng sẽ thấy có cái mục đó là về quản lý thiết bị à, à, phần System Manager đây à,
thì chúng ta cũng có quản lý thiết bị, ví dụ như là gì, quản lý về username, password để đăng nhập vào cái modem này. Rồi cũng cho chúng ta gì, kiểm soát những cái vấn đề như là gì, đặt lịch về khởi động lại cho cái thiết bị, đặt lịch khởi động lại. Đó, thì tùy theo cái việc mà chúng ta có thể cấu hình chức năng của các cái con router như thế nào. Nhưng mà nhìn bố cục thì nó là giống nhau, về cấu hình, về cách thức, về cái vận hành. Rồi chúng ta sang cái con router cũ để chúng ta sang cái phần đó là nát bọc, mở bọc như thế nào. Thì ở đây mình sẽ demo cái việc là gì, chúng ta nát bọc cho cái modem, cho một cái thiết bị, đó là thiết bị camera ở trong hệ thống mạng LAN. Thì để nát bọc thì các bạn để ý ở trong hệ thống modem router, các bạn tìm đến cái phần đó là phần quản lý về LAN. Thì trong phần quản lý, xin lỗi, các bạn tìm đến cái phần Advanced ha, thường là ở trong phần Advanced, các bạn tìm đến cái mục đó là bọc mapping. Bọc mapping thì trong phần bọc mapping này tùy theo ha, có modem thì là bọc mapping, còn có modem thì sẽ là gì, bọc power. Mình ví dụ như ở đây cái modem thứ hai, đây trong phần NAT các bạn sẽ thấy, nó chỉ khác một chút thôi. Ở đây thì chúng ta vào trong phần Advanced, chúng ta sẽ thấy là gì, mục bọc mapping. Tuy nhiên ở modem thứ hai thì các bạn sẽ thấy là gì, ở đây chúng ta có cái mục là gì, mục nát bọc đây ha, mục nát bọc. Thì các bạn sẽ tìm đến cái mục đó là gì, mục open bọc, hay còn gọi là mở cổng đó. Thì các bạn muốn làm gì, các bạn sẽ nát ở đây. Còn bên trên modem này thì mình sẽ nát ở trên cái địa chỉ như thế này. Thì để nát được bọc cho cái thiết bị như mình đã nói, đó là camera, một cái thiết bị camera, thì ở đây mình sẽ chọn vào F, được chưa? Mình check lại cái bọc của cái camera một chút. Thì đối với con camera ở đây mình đang cần nát ra ngoài là ba bọc. Bọc thứ nhất đó là bọc, mình sẽ nát 4 bọc nhé. Nát 4 bọc. Bọc thứ nhất là bọc 8080, bọc thứ hai là bọc 1554, bọc thứ ba bọc 6000, bọc thứ tư là bọc 3000. Thì để tiến hành nát những bọc này thì chúng ta sẽ để ý cái địa chỉ IP. Chúng ta phải để ý cái địa chỉ IP của thiết bị. Cái thiết bị ở trong mạng LAN chúng ta muốn mở bọc ra ngoài thì chúng ta sẽ để ý địa chỉ này. Mình chọn vào thêm. Rồi mình đặt tên, ví dụ như ở đây là test cam. Về phương thức, mình có thể để là customer hoặc để không cũng được. Về protocol mình sẽ chọn là gì, tất cả luôn. Rồi cái external box là cái mà gì, cái RAN để chúng ta có thể nát ra ngoài, thì nãy mình có nói đó là box 8080. Địa chỉ IP mình sẽ nhập vào 192.168.110.251. Đây chính là cái địa chỉ IP gì, địa chỉ IP của cái thiết bị mà chúng ta cần nát ha, cái thiết bị mà chúng ta cần nát, cần mở bọc cho nó để ra ngoài. Đó, như vậy mình đã nát được cái bọc thứ nhất, mình nát cái bọc thứ hai. RTSB, cái tên này các bạn đặt sao cũng được ha, miễn sao để dễ nhớ thôi. Bọc ở đây là 1554, địa chỉ IP là 192.168.110.251. Ở đây mình nát thêm cái này 1554. Đó, đó là mình đã nát được bọc thứ hai. Mình nát cái bọc thứ ba, 192.168.110.251. Đây là cái bọc nhá, bị lộn, 60.000, đúng rồi, 60.000. Bọc trong, đây cái bọc này mình nát đây. Đó là gì,
External là 60.000, còn internal là 30.000, mình sẽ nạp như vậy. Còn các bạn có thể để là gì? 60.000 và 60.000 được luôn ha, không sao. Đó. Thì như vậy là chúng ta đã nạp được cái bọc. Bây giờ để kiểm tra cái việc là gì, những cái bọc này đã thông hay chưa, mở ra ngoài hay chưa, bằng cách đó là chúng ta vào cái mục vào cái trang đó là bing.eu. Các bạn vào cái mục checkbox, các bạn vào cái địa chỉ IP, IP1, các bạn nhập cái bọc mình muốn mở ra, và chúng ta nhập cái dãy ký tự. Cái dãy này không đúng à? Chữ R M T C T nó báo sai cái tự đấy. Thì như vậy là mình đã mở được cái bọc 8080. Mình kiểm tra cái bọc là 1554 ha. Kiểm tra bọc 1554. B D S L. Bọc này vẫn đang đóng. Kiểm tra bọc 6000. 60.000 trước. Bọc 60.000 cũng đang đóng. Nó báo như này là chúng ta chưa nát được nha, lâu nên mình kiểm tra lại. Nó đã mở được bọc ha. Bọc này nó không mở ra. 60.000, mình thử thay đổi cái bọc 60.000 này thành một cái bọc khác thử ha. 70 đi ha. Bọc lớn quá. Báo là bọc lớn quá. Trong một số trường hợp có một số bọc mà các bạn mở hoài không được ha. Nếu như mà các bạn đã làm đúng rồi, các bạn mở không được thì các bạn nên vui lòng liên hệ với lại tổng đài của nhà mạng mà chúng ta thuê bao với đường truyền á. Chúng ta nhờ support kiểm tra xem là cái ren bọc này của chúng ta bên nhà mạng có mở cho chúng ta hay không. Bởi vì có một số trường hợp là bên nhà mạng người ta chặn một số cái bọc này thì chúng ta có làm hoài nó cũng không chạy ha. Thì đấy là cái mà các bạn lưu ý để chúng ta kiểm tra. Rồi như vậy là mình tạm coi như là gì? Mình đã cấu hình xong, nát bọc xong được các cái bọc mình mong muốn. Vấn đề thứ kế đến là mình bây giờ làm sao để gì ép được cái tên miền vào trong cái hệ thống, ép được cái tên miền vào trong cái hệ thống để gì, để khi các bạn đi ra ngoài chúng ta có thể truy cập được vào trong cái thiết bị mà chúng ta muốn mở bọc ra ngoài. Thế thì lý do tại sao ép tên miền thì tại vì đối với các cái đường truyền internet của chúng ta đang sử dụng ở đây, đa phần chúng ta mua gói đó là IP động. Có nghĩa là cái địa chỉ IP này nè, địa chỉ IP1 ở đây nó là IP động. Thì thường nó sẽ bị thay đổi, có thể mỗi một ngày nó thay đổi một lần. Mỗi ngày nó thay đổi một lần. Mà nếu như nó thay đổi liên tục như vậy thì khi các bạn ra ngoài chúng ta sẽ không thể nào truy cập vào được. Không thể truy cập vào được. Cho nên chúng ta phải add một cái tên miền, hay còn gọi là add một cái tên miền vô đó. Vào trong cái modem này để gì, để tên miền đó sẽ làm nhiệm vụ là trỏ, phân giải và trỏ đến cái địa chỉ IP1 cho chúng ta, nó sẽ cập nhật liên tục. Thì để ép được tên miền vào trong cái hệ thống modem, các bạn vào trong cái mục là gì, dynamic, và mục là dynamic DNS. Đối với thiết bị như là gì router khác thì các bạn có thể vào, ví dụ thì đây ở trong cái modem Vigo, Vtech Vigo 2915 thì nó nằm ở trong cái mục là gì, application. Các bạn sẽ vào cái mục là gì, dynamic DNS ha. Đó thì ở trong phần này mình cũng sẽ gì, sẽ để cho phép chúng ta nát được cái bọc ra bên ngoài. Thì ở đây mình quay trở lại cái modem của mình nát vào đây ha. Thì các bạn để nát được tên miền, chọn vào cái mục Dynamic DNS.
Các bạn sẽ chọn vào cái tên miền mà mình muốn nát ra ngoài. À, chúng ta muốn nát ra ngoài. Đó là ở đây mình đang sử dụng hệ thống NoIP. Các bạn sẽ nhập vào cái username ở phần này, cho chúng ta nhập vào phần username. Đây, ha, nó đề này, username. Thì cái này chính là cái username của cái tên miền mà các bạn đã mua. À, tên miền các bạn đã mua. Ví dụ như ở đây mình mua của NoIP thì mình sẽ nhập vào, ha, là địa chỉ email. Cái thứ hai là password. Password này cũng là password của cái tên miền mà chúng ta đã mua để chứng thực với lại cái tên miền đó. Thứ ba là cái mục domain. Thì các bạn chỉ việc nhập vào cái địa chỉ domain name của gì, của cái mà chúng ta đã khởi tạo. À, chúng ta đã khởi tạo ở trên đó. Rồi sau khi các bạn nhập xong những thông tin như vậy thì các bạn chỉ chọn là gì, login, thì hệ thống sẽ kết nối vào trong được cái tên miền, và khi đó thiết bị của chúng ta sẽ được cái tên miền này phân giải, ha, cái hệ thống tên miền này phân giải để kiểm tra và trả về. Rồi sau khi add xong, các bạn vào trong cái phần này, ha, chúng ta kiểm tra xem là gì cái mà chúng ta nát ra ngoài đã ok hay chưa. Đây mình thay cái địa chỉ IP one bằng cái tên miền và mình sử dụng bằng cái bọc mà mình muốn nát. Đây là TAT. À, thì sau khi mình thay địa chỉ tên miền bằng thay cái địa chỉ IP bằng địa chỉ tên miền và kiểm tra bọc đã thông, có nghĩa là gì, là chúng ta đã nát bọc thành công cho cái hệ thống của mình. À, nát bọc thành công cho hệ thống của mình. Và khi như này thì sau này các bạn có thể ra ngoài internet, chúng ta vào ngay cái địa chỉ này để chúng ta truy cập vào được cái thiết bị của mình ngay. À, không cần phải mất công phải gì, à, bất kỳ ở đâu, à, bất kỳ ở đâu. Rồi như vậy là mình đã chia sẻ cho các bạn xong 4 cái nội dung về việc cấu hình cái hệ thống router, modem, à, và chúng ta nát bọc mở bọc cho các thiết bị ở bên trong hệ thống mạng LAN chúng ta để đi ra ngoài. À, các bạn xem cái video, nếu thấy video này có ích thì vui. Các bạn xem video, nếu thấy video này có giá trị đối với các bạn thì vui lòng hãy like và share cái video này cho nhiều người biết hơn, để những người bạn của các bạn cũng có thể nhận được những giá trị như bạn. Đồng thời cũng đừng quên đăng ký kênh HKB Channel để được cập nhật những video mới một cách sớm nhất. Chào, tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.